ta đến tới cái mà cái rủi ro về môi trường một cái góc nhìn khác nữa, đó là những cái chương trình đào tạo, những cái tài liệu cung cấp để giúp cho một người khởi nghiệp thì ở Việt Nam chúng ta trong cái thời gian trước các bạn rất là hiếm. Gần đây thì mới bắt đầu thôi. Tuy nhiên những cái tài liệu này hiện tại nó vẫn nặng về lý thuyết, nó vẫn là dịch từ các cái tài liệu từ nước ngoài ra. Các bạn mà lên trên cái kệ sách á, và một trong số cái nhà sách lớn á, thì các bạn thấy là có rất là nhiều quyển sách nói về khởi nghiệp rồi. Tuy nhiên phần lớn đó là diễn giả người Mỹ, những tác giả người Mỹ, những tác giả người Anh, những cái nước phương Tây mà cái nền tảng của họ là đã có kinh doanh từ mấy trăm năm rồi. Họ nói theo cái cơ chế chính sách của đất nước họ, đọc thì nghe nó rất là hay nhưng áp dụng vào thực tiễn Việt Nam vô vàn khó khăn, hầu như là thậm chí là nó không trúng trặc gì hết luôn. Những cái tài liệu trên thực tế khởi nghiệp tại Việt Nam thì lại không có. Và những cái chương trình đào tạo về khởi nghiệp, những chương trình đào tạo về khởi nghiệp thì như thế nào ạ? Đã từ rất lâu, hơn 10 năm rồi, có một chương trình đào tạo về khởi nghiệp của tổ chức quốc tế đưa về Việt Nam từ một cái tiếng tài liệu từ nước ngoài dịch qua tiếng Việt Nam. Thì những cái người mà đứng chia sẻ cái chương trình này thì phần lớn là những người mà có học vị rất là cao, thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy nhiên những cái con người này thì lại chưa bao giờ ra khởi nghiệp. Họ đi truyền bá làm sao đó để chúng ta có cái kiến thức khởi nghiệp. Họ biết cái kiến thức đó mà theo ngôn ngữ chúng ta nói là economy, là kiến thức nó rất là học thuyết, học vị, mà mình hay gọi là chúng ta cần phải có những kiến thức khởi nghiệp, gọi là smart trick, gọi là thông minh đường phố. Cần có kiến thức khởi nghiệp của những người họ lớn lên từ đường phố các bạn. Như ví dụ các bạn thấy không ông Vũ Cà Phê Trung Nguyên thì hồi kia ổng đi bán cà phê lẻ, và thế là từ 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 ổng xây dựng một cái doanh nghiệp lên. Cái con đường ổng đi ra khởi nghiệp nó như thế nào? Hoặc là ông Đức Hoàng Anh Gia Lai, các bạn thấy hồi kia là ổng đi, bước đầu là ổng là đi chăn bò thôi, rồi các bạn thấy không rồi bắt đầu là tập tành đi làm phụ cho người kia, rồi từ 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 bước biết cái con đường khởi nghiệp. Bản thân mình hồi kia đi ra khởi nghiệp là mình bắt đầu từ cái con đường đi bán nước mắm, đi gõ cửa từng nhà để chúng ta đi bán nước mắm. Những cái kiến thức khởi nghiệp đi từ thực tế đường phố thì hầu như là không có và cực kỳ hiếm. Những cái lớp học về khởi nghiệp cũng vậy, ở thành phố Hồ Chí Minh này thì cũng tương đối thuận lợi một chút xíu. Ở các tỉnh hiện tại thì phong trào thôi, nói thì nhưng mà không có một cái người, không có một cái ban để thiết kế ra những cái chương trình khởi nghiệp rất là bài bản phù hợp với cái thực tế thực tiễn của Việt Nam. Bản thân mình thì gần đây mình cũng đóng góp với các bạn từ cái kinh nghiệm cuộc đời của mình thôi. 20 năm mình vào đây và mình khởi nghiệp như thế nào để mình sở hữu những cái doanh nghiệp của mình đó. Và gần đây mình cũng có ra các cái khung đào tạo để giúp cho các bạn trẻ khởi nghiệp, mình gọi là làm chủ doanh nghiệp đó. Các bạn cứ lên trên Google, các bạn search Nguyễn Thế Duy thì các bạn sẽ thấy. Gần đây mình cũng giới thiệu các bạn về một cái quyển sách mình viết ra thị trường, cái quyển sách nó đi từ thực tế thực tiễn của Việt Nam. Đó là cái quyển sách là có tên là Vượt Biển Lớn, do mình viết. Mình mất hết 4 năm rưỡi để mình mới làm ra được cái quyển sách này. Cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu, tức là cách đi lên của một người khởi nghiệp mà chúng ta không có đồng nào. Cái đây là một trong những cái phần mà góp phần giúp cho các bạn có được cái cách làm sao chúng ta đi từng bước chúng ta khởi nghiệp lên. Những cái khóa học về kinh doanh, những cái quyển sách này nó giúp cho chúng ta có những kinh nghiệm tích lũy tốt hơn. Mình luôn nói như vậy nè, nếu bạn không có khả năng học thì bạn cũng không có khả năng làm, cái đó là điều chắc chắn. Bạn không học lái xe thì làm sao bạn là trở thành người tài xế lái xe được hả? Ở Việt Nam của chúng ta đặc thù nó lại khác nữa. Những cái khóa học về kế toán thì rất là nhiều, những gọi là những khóa học về nghiệp vụ, còn những khóa học về kinh doanh thì hầu như là rất là ít, đặc biệt là giúp cho chúng ta làm chủ thì hầu như là không có. Nên là mình mong muốn các bạn rằng trước khi ra khởi nghiệp, ra kinh doanh, cần tham gia những cái lớp học kinh doanh để chúng ta có kiến thức về kinh doanh, để chúng ta đỡ mất mát, để chúng ta đỡ thất bại. Bởi vì khi các bạn thất bại, nó sẽ gây ra
những cái hậu quả rất là lớn. Và nếu có thất bại thì chúng ta cũng phải biết cách thất bại. Mình gọi là biết cách thất bại một cách rất là thanh lịch. Chúng ta không được rớt vào cái dạng mà thất bại khổ đau. Thất bại khổ đau là cái thất bại đó nó gây ra cái hậu quả quá lớn. Để sau đó chúng ta không bao giờ dám thất bại nữa. Chúng ta không bao giờ dám bắt đầu lại nữa. Còn thất bại thanh lịch nghĩa là cái thất bại đó bạn cũng mất mát rồi, tuy nhiên nó không gây ra hậu quả lớn và bạn học rất nhiều kinh nghiệm để bạn bắt đầu khởi nghiệp lại lần thứ hai, lần thứ ba. Điều này nó rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.